xem đang trở lại vào năm 2022, nhưng chúng không bắt nguồn từ các nghệ sĩ hip hop và rapper da đen vào những năm 90, thay vào đó, chúng đến từ các nền văn minh Maya cổ đại. Mặc dù các nhà khoa học đã biết về sự tồn tại của những viên đá quý giác này trong một thời gian, nhưng người ta vẫn chưa biết rõ làm thế nào những viên đá quý này dính vào răng. Đó là lý do tại sao Gloria Hernandez Bolio, một nhà hóa sinh tại Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu cao cấp của Viện Bách khoa Quốc gia ở Mexico, và nhóm của cô đã quyết định điều tra các thành phần hữu cơ của một số chất xám bít được sử dụng trong răng cổ đại. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học khảo cổ học. Báo cáo vào ngày 26 tháng 4. Các viên đá quý được lắp vào răng bằng cách khoan một lỗ trên men răng và gắn đá quý vào răng. Đáng chú ý, chất niêm phong tồn tại suốt đời và được bảo tồn sau khi chết. Các nhà nghiên cứu đã phân tích 8 mẫu vật được bảo quản từ 3 địa điểm khảo cổ của người Maya: thung lũng Copán ở Honduras, Homau ở Guatemala và Baking Pot ở Belize. Các chất kết dính bên dưới các viên đá quý được phân tích bằng quang phổ hồng ngoại Fourier Transform FITA và khí sắc khí khối phổ GCMS để xác định các loại phân tử hữu cơ có mặt. Các nhóm chức năng và cấu trúc của các hợp chất đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu cái nhìn sâu sắc về nguồn nguyên liệu mà người Maya có thể đã sử dụng. Phần lớn dữ liệu chỉ ra loại nhựa có trong cây thông trước đây được tìm thấy có tác dụng ngăn ngừa sâu răng. Hai trong số những chiếc răng cho thấy bằng chứng về hợp chất sclareolite được tìm thấy trong nước bọt của cây và có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Ngoài ra, răng từ các vùng bên ngoài của thung lũng Copán cho thấy bằng chứng về tinh dầu từ cây bạc hà đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm tiềm ẩn. Các loại dầu này không được tìm thấy trong các răng khác, có thể cho thấy rằng các loại chất xám răng khác nhau tùy theo khu vực. Những phát hiện này sẽ giúp giải thích khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của các liên kết và có thể là cách chất xám bít bảo vệ răng của người Maya cổ đại khỏi bị sâu. Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện của họ là một minh chứng cho sự tinh vi trong thực hành nha khoa của người Maya và thậm chí có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các kỹ thuật nha khoa hiện đại. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!